Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mahome để đón xem những mẫu nhà do đội ngũ Mahome thiết kế và thi công trọn gói. Và trước khi đến chi tiết về mẫu nhà ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem phần giới thiệu nhé. Mahome, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mahome đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mahome luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mahome là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mahome, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mahome đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mahome dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mahome qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mahome, giá trị tạo nên thương hiệu. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mahome. Và ngày hôm nay thì như thường lệ tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những mẫu nhà do đội ngũ Mahome thiết kế và thi công trọn gói. Trước khi đến chi tiết về mẫu nhà ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mahome, đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Và với đội ngũ nhân sự đông đảo thì chúng tôi đang thiết kế và thi công trọn gói trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Và nếu quý vị yêu thích những kênh của Mahome thì đừng quên nhấn nút like, chia sẻ. Ngoài kênh YouTube ra thì chúng tôi còn có những website, fanpage để quý vị và các bạn nếu như chúng ta sinh sống và làm việc ở nước ngoài hoặc là chúng ta tiện sử dụng Zalo hay là Facebook thì có thể nhắn tin tới các số điện thoại tư vấn viên của chúng tôi để nhận được những tư vấn sớm nhất nhé. Rồi trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh Văn Ngọc Dầu có địa chỉ tại Lấp Vò, Đồng Tháp. Đây là một mẫu nhà cực kỳ đẹp và tôi nghĩ đây là một mẫu nhà khá là hợp lý trong cái hoàn cảnh hiện tại của rất nhiều những ngôi nhà mà chúng ta cần với những thiết kế hiện đại và đầy đủ công năng. Đây là một ngôi nhà 2 tầng mái Nhật mang phong cách hiện đại đặc trưng trong các thiết kế của Mahome. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát về những phần ngoại thất của công trình này để xem công trình này có điểm gì nổi bật mà quý vị và các bạn chúng ta cần chú ý và lưu tâm nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem về cái phần hình khối của ngôi nhà, đúng không ạ? Về phần hình khối của ngôi nhà thì chúng tôi sử dụng nhiều những cái đường nét mặt phẳng, mặt cắt khác nhau và những cái phần tạo hình, tạo màu để làm sao ngôi nhà của chúng ta nổi bật nhất có thể. Như quý vị biết thì với những ngôi nhà mái Nhật thì chúng tôi luôn luôn làm những cái phần mái rất là đẹp và đồng đều. Điều đấy sẽ chỉ có khi mà quý vị và các bạn có những đội ngũ kiến trúc sư của chúng ta lành nghề cũng như là dày dặn kinh nghiệm và có kỹ thuật cao. Khi mà chúng ta tạo những cái hình khối và tạo những cái kích thước để làm sao khi mà những cái phần, tất cả những phần từ phần sảnh cho đến từ phần sảnh hông, sảnh phụ cho đến những phần mái của chúng ta chạy dài và đẹp nhất có thể. Ở đây thì gia chủ đã quyết định sử dụng hệ mái Nhật và như quý vị biết thì mái Nhật có độ dốc vừa phải, khả năng thoát nước mưa tốt cũng như là khả năng chống nóng cao. Ngoài ra thì về chi phí thì mái Nhật cũng sẽ thấp hơn so với mái Thái và chỉ cao hơn một chút so với mái bằng. Nói là cao hơn chút khi mà chúng ta thi công, còn sau này về vấn đề bảo trì, bảo dưỡng, nhất là cái công đoạn mà chúng ta làm chống thấm mái, nếu mà về mái bằng chúng ta làm chống thấm mái không tốt thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến phần sau này. Vì vậy cho nên là việc mà chúng ta sử dụng hệ mái Nhật là việc mà tôi nghĩ là chúng ta có thể tối ưu về cả công năng, về cả chi phí. Ở đây thì chúng tôi sử dụng hệ mái Nhật thu hồi cho gia đình. Tại sao lại nói là hệ mái Nhật thu hồi? Bởi vì chúng ta sẽ có những hệ mái buông và hệ mái thu hồi. Với những ngôi nhà của chúng ta mà có những cái phần khuôn đất của chúng ta mà lo lắng về cái việc là sau này nước mưa nó sẽ trườm sang nhà mái ở bên cạnh thì chúng ta hoàn toàn nên làm những phần mái thu hồi như thế này. Và ngoài ra thì về thẩm mỹ thì gia đình đã thích cái hệ mái thu hồi hơn là hệ mái buông. Ở đây thì chúng tôi sử dụng hai phần sảnh cho gia đình. Về phần sảnh thì chúng tôi sử dụng hoàn toàn bằng sắt sơn tĩnh điện. Điều này thì cũng giúp cho gia đình tiết kiệm được chi phí. Tất nhiên thì với mỗi công trình của Mahome thì sẽ tùy điều kiện của chủ đầu tư mà chúng tôi thiết kế là vật liệu kính hay là vật liệu sắt sơn tĩnh điện để làm sao khi chúng ta tiến hành bóc tách thì chúng ta sẽ sát nhất so với cái mức đầu tư mong muốn của chủ đầu tư. Ở đây thì với phần màu sắc thì chúng tôi sử dụng hệ màu ghi là màu chủ đạo cho công trình. Chúng ta sẽ sử dụng nhiều những cái tông màu như là tông màu xanh của phần mái ngói, tông màu lạnh và kết hợp với những phần kẻ chỉ âm tường. Đấy, những phần kẻ chỉ âm tường ở khu vực cột hay là những cái phần mà chúng ta ốp đá ở những khu vực chân cột hay là những cái khu vực chân nhà. Ở đây thì sẽ làm cho công trình, ví dụ như những phần chân nhà này sẽ giúp cho công trình của chúng ta được bền màu hơn. Nó giữ được màu sắc của công trình cũng như là giúp cho cái việc mà chân công trình của chúng ta là cái khu vực mà hay bị vấy nước mưa nhất, nó sẽ làm công trình của chúng ta bền màu hơn. Ở đây thì phần sảnh trước của chúng tôi sẽ sử dụng những phần màu ghi kết hợp với những phần kẻ chỉ màu trắng như thế này
và chúng ta sẽ trang điểm thêm bởi những cái phần đèn hắt để làm cho công trình của chúng ta kể cả ban đêm cũng rất là nổi bật. Chúng tôi sẽ sử dụng phần trần thạch cao cho những cái phần rìa mái ở xung quanh. Quý vị và các bạn cũng lưu ý một chút là với những phần cửa thì chúng tôi sẽ sử dụng phần cửa chính là phần cửa gỗ chất liệu gỗ tự nhiên, thường là sẽ là gỗ lim Nam Phi. Gia đình nào mà chúng ta có điều kiện một chút thì chúng ta có hoàn toàn có thể sử dụng gỗ hương hay là gỗ gõ đỏ. Về phần cửa thì phần cửa chính chúng tôi sẽ sử dụng gỗ tự nhiên là gỗ lim Nam Phi, còn phần cửa sổ cũng như là phần cửa đi thì chúng tôi sẽ sử dụng nhôm hẹ. Quý vị nào mà chúng ta có điều kiện một chút thì với cái phần cửa chính này thì chúng ta có thể đầu tư bằng cách là chúng ta sử dụng gỗ gõ đỏ hay là gỗ hương đá, cũng là những loại gỗ rất là tốt, chống cong vênh, chống bối mọt. Còn nếu không, quý vị và các bạn lo lắng về cái việc là hướng nhà của chúng ta nó sẽ hướng về phía nắng, nó sẽ dễ dàng bị cong vênh và trong quá trình sử dụng thì nó sẽ bị co ngót, thì quý vị cũng có thể nghiên cứu những loại cửa vân giả gỗ hiện nay và có chức năng thủy lực quý vị nhé. Giá thành cho mỗi một bộ cửa kính như hiện nay thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 4 triệu cho đến 5 triệu đồng một mét vuông. Tất nhiên giá thành nó sẽ tùy thuộc vào cái chất liệu cũng như là hãng mà chúng ta sử dụng nữa. Và khi tiến hành bóc tách thì chúng tôi cũng sẽ bóc tách từng loại vật liệu, từng loại chất liệu để quý vị và các bạn có cái nhìn hình dung nhất. Và chúng tôi đảm bảo là khi cấp vật liệu vào chân công trình thì luôn luôn là đúng với cam kết mà chúng tôi đã cam kết với chủ đầu tư. Và chúng ta sẽ nhìn một chút về phần phía hông của ngôi nhà, tức là phần mà chúng ta gọi là sảnh phụ đấy. Với mỗi một ngôi nhà thì chúng tôi sẽ luôn luôn thiết kế từ 2 cho đến 3 lối tiếp cận khác nhau để làm sao ngôi nhà của chúng ta nó được hoàn hảo nhất về giao thông đi lại cũng như là thuận tiện trong cái quá trình sử dụng. Và với mỗi cái phần hông như thế này, tức là mỗi phần sảnh phụ như thế này thì chúng tôi cũng trang trí đẹp y như phần chính. Khi mà chúng tôi trang trí đồng đều như thế này thì tất cả các góc cạnh của ngôi nhà cực kỳ là nổi bật, và điều đấy làm nên cái nét đặc trưng trong các thiết kế của Mang Home mà rất nhiều các đơn vị hay là khi mà chúng ta tự xây thì không bao giờ có được. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi chi tiết về phần mặt bằng bản vẽ. Với phần này thì chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn về số liệu cũng như là phần công năng để quý vị và các bạn có thể hình dung được một công trình như thế nào. Và tất cả những phần công năng này sẽ đều phụ thuộc vào những yêu cầu của quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn yêu thích những cái mẫu nhà của Mang Home thì đừng quên comment, chia sẻ cũng như là ghi lại những cái mẫu nhà cũng như là công năng quý vị yêu thích để chúng tôi có thể là giới thiệu cho quý vị và các bạn. Hoặc là cách dễ dàng nhất thì quý vị và các bạn có thể gọi từ các số điện thoại hotline của công ty để nhận được những tư vấn quý vị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan tâm đến phần mặt bằng định vị công trình. Với mỗi một công trình của Mang Home thì chúng tôi sẽ luôn luôn có đội ngũ kiến trúc sư trực tiếp về chân công trình của các bạn để tiến hành khảo sát, đo đạc hiện trạng khuôn đất, sử dụng những thiết bị hiện đại hiện nay như là máy bay flycam, thiết bị quan trắc, hay là sử dụng những cái phần đo la bàn tính để làm sao chúng ta khảo sát được khuôn đất một cách rõ ràng nhất. Như với công trình của anh Giàu ở đây thì đầu tiên chúng tôi sẽ tiến hành máy bay flycam và đo hiện trạng khuôn đất. Đây là khuôn đất của gia đình anh nhé. Khuôn đất của gia đình anh rất là rộng nhé. Quý vị có thể thấy giáp với đường giao thông này, mặt tiền lên đến là 30m và chiều sâu của khuôn đất lên đến là 50m. Với công trình của chúng ta như thế này thì phần định vị chúng tôi đã định vị rất là hợp lý đây, ở phía trái của công trình và sẽ quay về hướng Tây Nam. Đây là một hướng rất là thuận lợi cho gia đình. Về phần sảnh phụ của chúng ta sẽ quay về hướng Đông Bắc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần diện tích công năng chính đi. Công trình của gia đình anh thì với chiều rộng là 8,1m và chiều sâu là 12,2m. Và tôi tạm tính cái công trình này của chúng ta với diện tích đâu đó là 100m² một mặt sàn nhé. Và với một diện tích này thì chúng tôi bố trí công năng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có khu vực sảnh. Khu vực sảnh này của chúng ta sẽ sử dụng hệ bậc ngũ cấp. Cái việc mà sử dụng hệ bậc ngũ cấp thì cũng làm cho công trình của chúng ta nó cao, nó bề thế và nhìn nó cũng được cân đối hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ có phần sảnh chính rộng 9,5m², đi vào khu vực phòng khách và khu vực sảnh rộng lên đến là 31,1m². Khu vực này rất là tuyệt vời nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có một khu vực sảnh phụ để đi vào khu vực phòng khách và khu vực sảnh. Ở đây chúng ta sẽ có khu vực bếp ăn. Và chúng ta cũng sẽ có một phòng ngủ ở bên dưới, có một nhà vệ sinh khép kín rộng 3m² ở bên trong phòng. Ở đây thì chúng ta sẽ có khu vực phòng ngủ này thì lại tiếp giáp với khu vực bên sân ngoài. Chắc chắn là sẽ có khu vực cửa sổ để lấy thoáng cũng như là lấy ánh sáng rồi. Chúng ta cũng sẽ có một nhà vệ sinh chung. Wow, nhà vệ sinh này thì tôi rất là thích bởi vì chúng ta sẽ được tách biệt ra hai khu vực tắm riêng và khu vực vệ sinh riêng. Rất nhiều các gia đình chúng ta ưa thích cái việc này bởi vì rất là thuận tiện cho chúng ta trong quá trình sử dụng, nhất là với những khu vực phòng khách mà chúng ta có thể là tiếp đón khách hay là gia chủ. Thì ở đây thì chúng ta đã tách biệt ra hai khu vực này rồi, có thể là sử dụng cho nhiều đối tượng. Khu vực bếp và phòng ăn này thì có diện tích là 18m². Bếp thì chắc chắn được làm theo phong cách hiện đại rồi, bếp hình chữ L. Với khu vực bồn ăn thì chúng tôi cũng vẫn sẽ setup những phần cửa sổ để lấy thoáng nhé. Chúng ta cũng sẽ có khu vực đi ra lối phía sau nhà là khu vực sân ướt. Tức là ngôi nhà này sẽ có 3 lối tiếp cận đúng không ạ? Khu vực sảnh chính này, khu vực sảnh phụ này và khu vực sân ướt. Rồi, lên trên vị trí tầng 2 của chúng ta thì đầu tiên thì khi mà bước lên thì chúng ta sẽ có
được bố trí với 3 khu vực phòng ngủ bên trên. Với phòng ngủ số 3 này thì được thiết kế với diện tích là 12m2, và phòng ngủ này thì sẽ có một ban công với diện tích là 4,5m2 ở bên ngoài. Chúng ta cũng sẽ có một phòng ngủ số 2 này với diện tích rộng lên đến là 19m2. Đây là một phòng ngủ với diện tích khá là lớn, và tôi nghĩ với phòng ngủ này thì chúng ta hoàn toàn có thể để kê 2 chiếc giường đơn sử dụng trong căn phòng này. Hoặc là chúng ta cũng có thể set up thành một cái khu vực làm việc nhỏ ở căn phòng này cũng rất là tiện lợi. Với phòng ngủ số 4 này thì diện tích vừa phải, diện tích là 13m2. Diện tích phòng ngủ thì chúng tôi khuyên quý vị và các bạn chúng ta nên làm với độ rộng ít nhất từ 12 cho đến 15m2. Đây là một độ rộng nó hợp lý và đấy là độ rộng ít nhất. Còn nếu mà chúng ta có những các căn phòng mà chúng ta có muốn bố trí nhiều công năng hơn thì quý vị có thể làm lên đến là 20 cho đến 25m2 quý vị nhé. Đây thì chúng ta sẽ có một khu vực phòng thờ. Phòng thờ đặt ở vị trí này quá hợp lý rồi, rất là hợp phong thủy. Phía trước của ngôi nhà, vị trí tầng 2 rất là cao, thoáng đãng. Đón được nhiều sinh khí, đón nhiều tài lộc và có một khu vực sân chơi rất là rộng ở phía trước. Rồi chúng ta cũng sẽ có một khu vực sân phơi ở vị trí trên tầng 2, tức là khu vực ở nhà đây thì chúng ta sẽ tận dụng khu vực trên tầng 2 làm vị trí để máy giặt, để sân phơi. Điều đấy không có nghĩa là quý vị và các bạn chúng ta hoàn toàn sử dụng những cái khu vực giặt phơi này ở trên tầng 2 nhé. Với việc mà chúng ta có người già hay là có người mà chúng ta không muốn di chuyển lại nhiều trong những khu vực thì hoàn toàn chúng ta vẫn set up được những khu vực, ví dụ như khu vực sân ướt ở bên dưới này, nó hoàn toàn có thể set up một cái khu vực máy giặt. Điều đấy thì chúng tôi đã tính toán rất là kỹ từ đường điện, đường nước để làm sao quý vị và các bạn khi mà vào ngôi nhà thì tất cả những công năng của chúng ta có thể sử dụng một cách tối đa. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về phần mặt bằng đứng công trình để xem công trình của chúng ta với hình khối như thế nào. Đầu tiên là phần chiều cao của ngôi nhà này. Ngôi nhà này với tổng chiều cao từ phần sân cho lên đến phần mái là 10,7m, tương ứng với hệ bậc cũ cấp là 750mm, đúng không? 750mm sẽ cộng vào, tức là mỗi bậc của chúng ta sẽ là 150mm. Chúng ta sẽ có chiều cao phía tầng 1 là 3,9m, chiều cao tầng 2 là 3,6m. Với chiều cao thông tầng này thì chúng ta là những con số chia 3 thì rất là đẹp rồi, hợp phong thủy đúng không ạ? Mang lại nhiều tài lộc cho gia đình. Phần tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn là về phần chi tiết cửa của công trình này. Với công trình này của chúng ta thì phần cửa chính của chúng ta với độ rộng là 2m7 x 2m7, đúng không ạ? Phần cửa sổ của chúng ta, phòng khách và sảnh đây, chúng ta sẽ có là 700 x 1m8. Tất cả những công trình của Mark Home thì chúng tôi đều tính toán rất kỹ từng những cái ngóc ngách để làm sao công trình của chúng ta khi mà quý vị bước vào mang lại cảm giác sáng sủa và sang trọng, chứ không mang lại cảm giác u tối và khó chịu, đúng không ạ? Như quý vị thấy từ những phần cầu thang chúng tôi cũng rất là để ý khi mà chúng tôi làm những cái phần cửa sổ cho gia đình. Tất nhiên là buổi đêm thì chúng ta sẽ cần phải bật điện rồi, và những khu vực này chúng tôi sẽ thiết kế những khu vực đèn mà chúng ta có thể thả thông trần, đúng không ạ? Khu vực cửa sổ của chúng ta cũng rất là thoải mái với hai cánh cửa sổ rất lớn, một cửa sổ với chiều với thông số kích thước là 2m2 x 1m8 và một cửa sổ nhỏ là 1m7 x 1m8, đúng không ạ? Với những phần cửa sổ như thế này thì giúp cho các thành viên của chúng ta khi mà nghỉ ngơi cảm giác rất là dễ chịu. Ở trên tầng 2 cũng như vậy, quý vị và các bạn cũng có thể bao màn hình để quý vị và các bạn có thể xem một cách kỹ hơn nhé. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần hồ sơ kết cấu nhé. Với mỗi một phần hồ sơ kết cấu thì sẽ cho quý vị và các bạn chúng ta biết được cái loại hình móng mà chúng ta sử dụng cho công trình này như thế nào, sắt ra làm sao, đổ cột như thế nào. Và tất cả những cái hồ sơ của Mark Home thì chúng tôi luôn cung cấp đầy đủ và chi tiết cho quý vị và các bạn. Với mỗi một công trình thì chúng tôi luôn luôn có đội ngũ kiến trúc sư cũng như là kỹ sư để tiến hành về trực tiếp công trình của quý vị và các bạn nhằm đảm bảo cho công trình của chúng ta được xây dựng đúng kỹ thuật. Như quý vị thấy ở trên bản vẽ ở đây thì với công trình này thì chúng tôi đã quyết định sử dụng hệ móng cọc, và số lượng của cọc như thế nào và khối lượng cũng như là kích thước của cọc ra làm sao thì chúng tôi cũng đã thể hiện rất là rõ và chi tiết ở bản vẽ. Và chúng tôi cũng thể hiện rất là chi tiết cho quý vị và các bạn cái khối lượng mà sắt thép hay là khối lượng cọc mà chúng ta cần sử dụng cho công trình này, để nhằm đảm bảo khi chúng ta đặt hàng xỉ lớn thì chắc chắn là giá thành của chúng ta sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Qua đó thì giúp cho quý vị và các bạn chúng ta cũng có thể tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Vậy là vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn về một bộ bản vẽ cực kỳ là đẹp mắt. Và nếu quý vị yêu thích video này hoặc là yêu thích những thiết kế của Mark Home hoặc mong muốn chúng tôi thiết kế cho ngôi nhà của quý vị, sẽ đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ kiến trúc sư và tư vấn viên của Mark Home sẽ luôn tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.